Xin chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Sáng sớm nay, ở hầu khắp Bắc Bộ, trời đều ít mây, trong xanh. Báo hiệu ngày hôm nay sẽ là một ngày nắng mạnh và nóng. Mưa vẫn còn nhưng chỉ tập trung rải rác ở khu vực vùng núi. Do có mưa nên nhiệt độ sáng sớm nay ở khu vực vùng núi có nơi dưới 25 độ, trời mát dịu. Còn ở vùng Trung Du và Đồng Bằng, trong đó có thủ đô Hà Nội, nhiệt độ ngoài trời lúc này khoảng 25-28 độ, thời tiết vẫn còn khá dễ chịu. Tuy nhiên, chỉ thêm vài giờ nữa, cường độ nắng sẽ càng mạnh thêm. Do hôm nay, vùng áp thấp nóng là hình thế thời tiết chính chi phối thời tiết toàn khu vực Bắc Bộ, khiến cho trời ít mây, nắng mạnh. Nắng nóng nhen nhóm quay trở lại với nhiệt độ trưa chiều trên khu vực phổ biến ở mức 35-36 độ. Các nơi vùng núi và ven biển mức nhiệt vẫn dưới ngưỡng nắng nóng. Lui xuống Trung Bộ, ngày hôm nay trời tiếp tục ít mây và nắng nóng lan trên khu vực với nhiệt độ cao nhất ở Thanh Hóa cho tới Bình Định phổ biến từ 34-37 độ. Riêng vùng núi phía Tây, các tỉnh Bắc và Trung Trung Bộ có nơi trên 38 độ, trời vẫn nắng và nóng. Đáng lưu ý, không chỉ nắng mà không khí còn khô khi đã nhiều ngày nay độ ẩm cũng giảm thấp, chỉ dao động trong khoảng từ 45-55%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ sẽ kéo dài từ 10 giờ sáng cho tới 16 giờ chiều. Do đó, người dân các tỉnh khu vực Bắc và Trung Trung Bộ cần đặc biệt đề phòng nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ cao cháy rừng có thể xảy ra tại khu vực này. Khu vực các tỉnh Khánh Hòa và Ninh Thuận Bình Thuận là nơi có thời tiết dễ chịu hơn cả do cường độ nắng bớt gay gắt hơn. Mức nhiệt cao nhất trong ngày cũng giảm nhẹ đi đôi chút, dao động từ 33-35 độ. Lui xuống khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, hôm nay trời có nắng gián đoạn và nhiệt độ cao nhất ngày tại Tây Nguyên cũng như Nam Bộ sẽ có phần giảm nhẹ đôi chút, dao động quanh mức từ 31-34 độ ở cả hai khu vực này. Thời tiết mát mẻ hơn nên mang lại cảm giác khá dễ chịu. Theo dự báo thì hôm nay, gió mùa Tây Nam vẫn đang có xu hướng hoạt động mạnh, nên mưa dông vẫn sẽ đến sớm và lan rộng hơn trong chiều, tối và đêm ở cả Tây Nguyên và Nam Bộ. Trong đó có nhiều điểm mưa vừa, có nơi mưa to, tập trung ở phần phía Nam của Tây Nguyên và nhiều nơi ở Nam Bộ. Trong cơn dông, người dân cũng cần hết sức lưu ý đến lốc xoáy và gió giật mạnh. Ngoài ra, ở các khu đô thị, quý vị cũng cần đề phòng với ngập úng ở những điểm trũng thấp. Trên biển, khu vực Bắc và giữa Biển Đông, bao gồm vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, có mưa rào và dông vài nơi. Gió có hướng Nam đến Đông Nam phổ biến ở mức cấp 4, cấp 5. Vùng biển phía Nam Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, gió có hướng Nam đến Tây Nam, cường độ ở mức cấp 3, cấp 4. Trời tiếp tục có mưa rào và dông, khiến tầm nhìn xa giảm từ 4 đến 10 km trong mưa. Trời mưa dông kèm theo cả gió mạnh và lốc xoáy, tàu thuyền hoạt động ở khu vực này cần hết sức lưu ý. Như vậy là sáng nay mưa còn rải rác vài nơi nhưng sẽ rất nhanh, trong ngày trời vẫn chủ đạo là có nắng, có nơi nắng nóng. Về chiều tối, mưa dông khả năng sẽ quay trở lại tập trung ở vùng núi Bắc Bộ, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Bản tin thời tiết sáng ngày 17 tháng 6 xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!